Kính thưa quý vị, video quý vị đang xem được công ty chúng tôi thiết kế và thi công tại công trình nhà trị thủy trên lầu 7 quận 5 thành phố Hồ Chí Minh gồm các hạng mục như sau. 1. Thi công hồ cá koi. 2. Hòn đon bộ thác nước được làm bằng đá san hô. 3. Trang trí cây xanh quanh hồ cá koi tạo sự tự nhiên cho hồ cá koi và hòn đon bộ thác nước. Công ty chúng tôi đã hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghề giả sơn. Chúng tôi chuyển nhận thiết kế đến thi công hòn đon bộ, hồ cá koi, tranh đá, tiểu cảnh sân vườn, uy tín và chất lượng công trình làm nên thương hiệu.